tìm nguồn gốc ngoài đời thật của các Pokemon phần 2. Xin chào các bạn khán giả đang thong thả cười ha hả xem video của chúng mình ngày hôm nay. Và ở đây lại có một video giải mã về nguồn gốc ngoài đời thật của các Pokemon nổi đình nổi đám luôn. Và hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nha. Pokemon Caterpie. Mở bát mở đũa cho video ngày hôm nay chính là cái tên Caterpie. Không biết các bạn gọi loài Pokemon này như thế nào, chứ mách nhỏ một bí mật là cho các bạn biết là hồi còn nhỏ, khi mà chưa thể nhớ tên các loại Pokemon, mình toàn gọi chúng là cái con Pokemon sâu vì nó trông rất là giống với loài sâu. Ấy thế mà lớn rồi thì mới biết rằng ấy, hóa ra nguồn gốc của cái con xanh xanh có bầy đàn đông đảo nhất thế giới Pokemon mà chúng ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong game này, hóa ra lại là một con sâu ngoài đời thật các bạn ạ. Caterpie được cha đẻ của Pokemon sáng tạo ra dựa trên hình dáng của một chú sâu bướm. Nhưng đây không phải là loại sâu bướm bình thường đâu nha. Nó là sâu bướm hàng Limited, loại đặc biệt ở phương Đông, có tên là sâu bướm đuôi nhạn hổ đông. Để mà đặt cái con sâu bướm này với cái con Caterpie, khi mà đưa cái đội này lên bàn cân, thì cái độ giống nhau cứ phải gọi là không có gì để bàn cãi luôn. Từ thân thì màu xanh lá, cặp sừng màu cam lạ lùng, cho tới cái dấu ở trên đầu trông giống như một con mắt. Nhưng thực ra thì cái sâu bướm hổ đông hay là loài Pokemon hệ cây Caterpie này đều không thể dùng cái dấu chấm đó để làm mắt, mà nó chỉ là chiếc mắt giả để đánh lừa các đối thủ khác mà thôi. Ui dồi ôi, thế mà từ bé đến giờ vẫn cứ nghĩ đấy là mắt của cái con sâu này chứ. Hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa các bạn ạ. Pokemon Caterpie có một cách tự vệ nữa là vào tán cây để ngụy trang với những chiếc lá có cùng màu sắc cơ thể của chúng. Những chiếc chân ngắn của con này được bao bọc bởi lớp đệm dính giúp chúng có thể leo lên những cái dốc đứng hay là vách tường mà không hề mệt mỏi luôn. Nhưng mà nếu có ai chạm vào cái sừng màu cam trên đầu của cái con này, chúng sẽ tiết ra một cái chất dịch kinh khủng để mà tự vệ. Túm lại là mùi hôi của chất dịch này còn dùng để xua đuổi kẻ thù, điển hình như là những Pokemon hệ chim. Và thứ hai đó chính là cái con Pokemon Poliwag. Đây là con nòng nọc, còn đây là Pokemon Poliwag. Và có thể các bạn chưa biết thì Poliwag được lấy cảm hứng từ chính những con nòng nọc như thế này. Có lẽ mới nhìn qua thì ít ai nghĩ rằng cái loài nòng nọc trong suốt lại có ngoại hình tương tự như cái bé Pokemon màu xanh trời Cute hột me kia nhỏ. Nhưng bật mí cho các bạn một điều là những biểu tượng vòng tròn xoắn ốc quen thuộc trên bụng của Poliwag mà chúng ta thường thấy lại là một trong những đặc trưng của loài nòng nọc ngoài đời thực. Và trong tự nhiên, các loài nòng nọc đều có nội tạng hình xoắn ốc. Vì vậy, chỉ cần thêm một chút sáng tạo từ các vị họa sĩ này là đã cho ra lò ngay cái em Pokemon Poliwag với cái hình xoắn ốc dưới bụng rồi. Đúng là ảo thật đấy. Hóa ra lại là tồn tại một cái vòng xoắn ốc có thật ở ngoài đời như thế này cơ chứ, ai mà biết được. Nhưng mà cũng chưa hết các bạn ạ. Ngoài cái việc có vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao được thiết kế dựa trên những chú nòng nọc trong suốt, thì các Pokemon Poliwag của chúng ta còn thực sự có cách sinh trưởng và phát triển giống như những chú nòng nọc trong phiên bản của Pokemon. Ai cũng biết rằng các loài nòng nọc sau khi lớn lên sẽ trở thành những con ếch thực thụ, và tương tự như vậy thì Poliwag sau khi tiến hóa cũng sẽ trở thành các Pokemon có hình dạng giống như là ếch, ví dụ như là Poliwag hay là Politoed. Mà có vẻ là cái loài Pokemon này nó không dậy thì thành công lắm các bạn nhở. Đang yên đang lành rất là Cute hột me dễ thương nhé, tự dưng biến hóa một cái làm mất hết cả cái vẻ ngây thơ trong sáng luôn rồi. Vậy thì các bạn thích cái dáng vẻ ban đầu của Poliwag hơn hay là tạo hình sau khi tiến hóa hơn nhở? Hãy comment ngay cái lựa chọn của bạn xuống phía bên dưới các bạn nhé. Và ở vị trí thứ ba đó là Pokemon Gorbis. Trong thế giới hoạt hình thì cậu bé người gỗ Pinocchio luôn là ông hoàng nói dối, chuốt tẻ mũi dài. Thì ở trong thế giới của Pokemon cũng có một loài được đặt cho cái tên với cái tên là loài cá nói dối vì sở hữu chiếc mũi dài y hệt cái cậu bé này, đó là Gorbis. Tuy là có cái mũi dài giống cậu bé người gỗ Pinocchio, nhưng các bạn đừng nhầm hai cái nhân vật này có cùng họ hàng hay là khác cha ông nội gì cả nhá. Mà thực ra cái chú Pokemon Gorbis có chiếc mũi dài và vô cùng là dài này do cha đẻ của Pokemon đã lấy ý tưởng từ loài cá của Chimaira, một loài cá hiếm, thường sống ở vùng biển sâu mà con người thường không bao giờ ghé thăm cả. Và chúng có vẻ bề ngoài hầm hố và đáng sợ như trên hình. Tuy nhiên, khi được đưa vào thế giới của Pokemon thì các họa sĩ lại bất chấp mọi định luật để tạo ra được những cái con Gorbis trông đáng yêu, nhìn chung là ổn phết ấy. Dù là vậy thì chúng ta vẫn không thể nào phủ nhận, ngoài chiếc mũi đặc trưng của mình, Pokemon Gorbis còn được thừa hưởng cái đôi mắt to tròn, chiếc đuôi dài của loài cá đáng sợ kia. Và không biết là sau khi xem Pokemon, có ai nghĩ rằng cái loài này màu hồng đáng yêu rất là hiền và không có gì hay nguy hiểm hay không nhở? Nếu bạn nghĩ thế thì bạn sai rồi đấy. Đây chính là một loài Pokemon rất nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng nhắm vào một con mồi, chúng sẽ dùng cái miệng nhọn hoắt đó để đâm và hút dịch sống của nạn nhân và chỉ để lại một cái xác khô thôi.
Và thêm vào đó thì cái con Pokemon hệ nước màu hồng này còn biết cả cái chiêu gọi là mũi nhân kế và luôn tận dụng vẻ ngoài thu hút của mình để dụ những thợ lặn hoặc là Pokemon khác xuống sâu trong biển để rồi biến họ thành cái món ngon của mình luôn. Đấy, thấy chưa? Nên là đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong các bạn nhỉ. Và ở vị trí thứ tư đó là Pokemon Ludis. Đố các bạn biết Pokemon nào có hình dạng giống với hình trái tim ấy nhỉ? Chắc chắn đó là chú Pokemon hệ nước với vẻ ngoài yêu màu hồng và ghét cái sự giả dối này rồi. Ludis là một loài Pokemon cá với thiết kế được mệnh danh là không thể đơn giản hơn. Chỉ là một hình con cá trái tim được điểm thêm mắt và miệng vô cùng đáng yêu. Và thậm chí cái ý tưởng và tạo hình thú vị đến mức là quá đơn giản. Nó còn khiến nhiều fan của Pokemon phải tranh luận và thắc mắc rằng liệu ngoài đời thật có con vật nào đủ trình để sở hữu cái giao diện như em này không ấy nhở? Và xin thưa với các bạn là có một loại cá không chỉ đủ trình mà còn phải gọi là ao trình luôn khi mà đem ra so sánh với Pokemon Ludis này. Đó là cá hường hay còn có tên gọi khác là cá mùi. Chúng là loài cá sống ở nước ngọt và có thân hình nhỏ nhắn. Và đố các bạn biết loài cá hường và Pokemon Ludis của chúng ta có điểm gì giống nhau nhất nhở? À, đó chính là cái bờ môi quyến rũ, dày cộm và toàn thân màu hồng. Vì vậy, đôi khi Ludis trông khá là ngốc nghếch. Nhiều lúc mình cũng hỏi tại sao những cái con này nó có đôi môi kỳ lạ thế không biết được. Cứ như là ông Đốt ấy. Hóa ra là nó được gọi là sao y bản chính thế này đây này. Nói chung là tạm khép lại câu chuyện về nguồn gốc của Pokemon này. Tiếp theo chúng ta sẽ là Pokemon nào đấy nhở? Bây giờ hãy chuyển cảnh ngay vào luôn để con khám phá các bạn nhở. Và ở vị trí thứ 5 đó là Pokemon Gyarados. Đây chính là em Pokemon hầm hố dữ tợn mà các bạn nhìn thấy ở hình nền. Mới nhìn thôi ông nào cũng tưởng là rồng, nhưng sự thật thì nó lại là ối dồi ôi lắm các bạn ạ. Người châu Á thường có câu là cá chép hóa rồng, nhưng cái con Gyarados này thì không. Nó tiến hóa từ Koiking, Pokemon cá chép, hay còn gọi là Pokemon ăn hại. Cái con Pokemon này từ một con cá yếu đuối vô dụng trở thành một vị hung thần tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh, mang theo cơn thịnh nộ của rồng. Và chỉ cần nó xuất hiện và cái đòn Hyper Beam được tung lên thì những thị trấn làng mạc gần đó sẽ bị nhấn chìm luôn trong biển lửa. Và có một câu chuyện kể về một thị trấn từng chọc giận cái con Gyarados này. Trước khi mặt trời mọc, lửa đã nuốt chửng toàn bộ ngôi làng, không để lại một cái dấu vết gì. Kể cả thành phố của bạn có lớn thì tốt nhất tóm lại ấy, là cũng đừng chọc ghẹo nó. Cái con rồng biển này có thể lên cơn và phá hoại hàng tháng trời cơ đấy. Và vị trí thứ 6 đó là Pokemon Dianga. Nhìn loài động vật này các bạn có liên tưởng đến hình dáng của Pokemon nào không nhỉ? Đây chính là loài rồng xanh và chính nó là nguồn gốc của Pokemon Dianga. Như chúng ta đã biết thì Dianga là loài Pokemon huyền thoại được mô tả trong truyền thuyết của vùng Sinnoh. Thuở ấy người ta quan niệm rằng thời gian bắt đầu hiện hữu ngay cái lúc Dianga được sinh ra. Dianga có quyền năng thao túng thời gian và nó có thể sử dụng sức mạnh ý chí của mình để du hành đến tương lai hoặc là quay ngược trở về quá khứ, được xếp vào top 10 những Pokemon huyền thoại mạnh vô địch. Dianga là một hợp thể tuyệt vời giữa thể hệ rồng và hệ thép. Sự hợp thể này giúp nó đạt được khả năng tấn công lẫn phòng thủ tuyệt vời luôn. Và so với sức mạnh và cái độ có máu có mặt của Dianga trong Pokemon, thì loài rồng xanh ngoài đời thực cũng không hề kém cạnh. Loài rồng xanh này còn có tên gọi khác đó là sen biển, được tìm ra từ thế kỷ 17, nhưng mới được truyền thông chú ý vài năm trở lại đây. Và nhờ vào cái sự lan tỏa của phim ảnh và Internet, rồng xanh có kích thước tối đa chỉ khoảng 3cm, vẻ ngoài ấn tượng với mái tóc màu xanh ánh bạc, các chi xòe ra trông giống những sinh vật huyền thoại. Tuy có kích thước rất nhỏ, nhưng đây lại là một loài kịch độc. Và chúng thích ăn những loài động vật có độc, rồi tích trữ những chất độc đó lại ở trong đầu các chi, giống như là ngón tay xòe ra khắp cơ thể, rồi sử dụng khi mà cần. Pokemon Ursaring. Pokemon dũng mãnh khi chiến đấu Ursaring được lấy cảm hứng từ những chú gấu ở ngoài đời thật. Nhìn qua thì trông Ursaring khá giống gấu xám, nhưng nguyên mẫu của chúng là loài gấu mặt trời. Và nếu như mà các bạn chưa biết mặt mũi của cái con gấu mặt trời này nó ra sao, thì đây, xin giới thiệu một lần nữa. Gấu mặt trời là tên gọi khác của gấu chó, loài gấu nhỏ nhất trên thế giới. Loài này thường sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới thường xanh ở Đông Nam Á và chủ yếu là sống về đêm. Nó sinh tồn dựa vào khứu giác nhạy bén để tìm thức ăn vào ban đêm. Những cái chiếc vuốt dài là cái món vũ khí đắc lực để giúp loài này leo trèo và xé nát các tổ mối cũng như là cây cối. Mặc dù có kích thước tương đối nhỏ, nhưng gấu chó chưa ngán ai bao giờ. Và thậm chí, chúng còn trở nên vô cùng hung hãn nếu bị quấy rầy. Và so với gấu chó, thì Pokemon Ursaring cũng có cái vòng tròn màu vàng y hệt như ở trước ngực và khứu giác đỉnh của chóp có khả năng phân biệt bất kỳ mùi hương nào ở trong rừng. Đây là một trong những Pokemon chuyên đánh lừa mọi người bằng cái vẻ ngoài kiểu ngây thơ nhưng mà lại là vô số tội. Nhưng đấy là khi nó chưa tiến hóa mà thôi. Chứ một khi mà anh đây đã tiến hóa thành Ursaring, chú gấu nhỏ ngày nào đã hoàn toàn trở thành một con gấu cực kỳ là to lớn, hung dữ và rất là đáng sợ. Vậy thì các bạn thích Pokemon này ở phiên bản nào hơn nhỉ? Hãy comment ngay xuống dưới phần bình luận các bạn nha!
Pokemon Drowsy. Đây là con lợn, đây là con voi, và đây chính là sự kết hợp giữa đặc điểm của cả hai loài này, tạo ra loài lợn voi kỳ dị đến từ vị trí của Malaysia. Loài lợn voi này chính là cảm hứng sáng tác để tạo ra kẻ cắp giấc mơ Pokemon Drowsy. Drowsy thì có ngoại hình trùng hợp một cách không hề nhẹ với loài lợn voi của Malaysia, từ chiếc mũi dài hơn những loài lợn bình thường, trông giống như là chiếc vòi của loài voi, đến thân hình tròn tròn mập mập của loài lợn. Và trong thế giới Pokemon, Drowsy thuộc hệ tâm linh, dựa trên hình ảnh sinh vật ba cư thần bí, kẻ sẽ cướp mất những giấc mơ đẹp đẽ của bạn bằng cách hút chúng từ mũi của bạn. Eo ơi, nghe thôi mà đã thấy sợ rồi. Nhìn chung là nếu cái con này mà có ngoài đời thật thì chắc hẳn sẽ là một nỗi khiếp sợ với trẻ con trên toàn thế giới các bạn nhỏ. Bởi lẽ bản năng của chú là đi tìm và ăn những giấc mơ của trẻ con. Và đối với nó, những giấc mơ đẹp của con nít chính là một món ăn ngon. Và khi chúng đã đoán chén hết rồi thì bọn trẻ chỉ có thể mơ thấy ác mộng mà thôi. Nói đi nói lại thì vẫn thấy may, vì mấy cái chú lợn voi ngoài đời này chỉ giống Drowsy về ngoại hình, chứ nó mà có thêm cả cái khả năng thôi miên như Drowsy nữa ấy, thì có phải là toang rồi thôi. Pokemon Vileplume. Vileplume là một loại Pokemon hệ cây rất phổ biến, chuyên sử dụng phấn hoa của mình để tấn công và gây ra các hiệu ứng như là nhiễm độc khi mà chiến đấu. Tên gọi của Pokemon này chính là sự kết hợp giữa hai từ Vile, có nghĩa là mùi hôi, và Plum, có nghĩa là phát tán. Loài Pokemon này được lấy cảm hứng từ loài hoa ở vùng nhiệt đới có một tên khoa học như ở trên hình. Loài hoa đơn tính có kích thước lớn nhất trên thế giới, hay thường gọi là hoa xác chết, vì sở hữu cái mùi hôi rất nồng nặc và khủng khiếp giống như là mùi thịt thối rữa. Và quay trở lại với Pokemon này, tuy có vẻ ngoài là bông hoa đỏ rực rỡ, nhưng bạn có biết rằng ẩn chứa trong chúng lại là một lượng độc tố cao chết người của phấn hoa và mùi hôi để tiêu diệt kẻ thù hay không? Những cánh hoa của nó càng lớn thì càng chứa nhiều phấn hoa độc. Pokemon này chỉ cần thực hiện động tác vỗ cánh hoa để phát tán phấn hoa độc là ngay lập tức có thể làm tê liệt con mồi, đồng thời còn gây dị ứng cao. Khi mà con mồi bất động thì cái thanh niên này sẽ bắt và tiêu hóa chúng. Vì vậy hãy nhớ kỹ rằng kể cả trong game hay ngoài đời thật, bạn đều không nên đến gần loài hoa này nếu có dịp nhìn thấy chúng đâu nha. Pokemon Psyduck. Ở đây có ai là fan của cái con Pokemon này không nhỉ? Là một trong những Pokemon của cô bé Misty, Psyduck được tác giả xây dựng dựa trên hình ảnh thú mỏ vịt ngoài đời thật, với các đặc điểm như là suy nghĩ được rất ít, đầu óc thì thường xuyên rỗng tếch và luôn trong cái bộ dạng bị đau đầu. Và nếu có ai đó nói nhiều, phàn nàn hoặc là giục nó, thậm chí chỉ cần nghe thấy âm thanh cũng khiến nó bị sáng chấn tâm lý và ôm đầu rồi. Và là một Pokemon hệ thủy, hơn hết đúng gốc là một con vịt hoặc thú mỏ vịt, thế mà Psyduck lại không hề biết bơi, đúng là chả hiểu kiểu gì luôn. Bởi vì sở hữu một vẻ ngoài ngờ nghệch nên nó hay bị coi thường, đến chính chủ nhân của nó là Misty cũng ghét nó đến nỗi nhiều lúc cô chỉ muốn xuất cho cu cậu bay ra ngoài. Ví dụ như việc cô định triệu hồi một con Pokemon ra chiến đấu với kẻ địch thì chưa kịp hô xong tên, Psyduck đã nhảy ra rồi đòi đánh nhau trước. Ngớ ngẩn là thế nhưng Psyduck lại là một trong những Pokemon có tầm ảnh hưởng rất rộng trong cộng đồng yêu thích Pokemon nói riêng và trong anime manga nói chung. Bằng chứng chính là hàng loạt những biểu cảm hài hước ngây ngô của cậu được biến thành ảnh chế, rồi những cái meme mà anh em hay gọi là meme chưa bao giờ gây hết sốt trên mạng xã hội cả.